Tập 51, Vì nghĩa tha Nghiêm Nhan. Nhắc lại, Gia Cát Lượng ra lệnh cho Trương Phi dẫn quân từ đường chính tiến vào Tây Xuyên, chiếm ba quận trước. Ông cùng Triệu Vân dẫn binh lính từ đường thủy tiến vào Tây Xuyên, hẹn gặp nhau ở Lạc Thành. Trương Phi mừng rỡ vâng lệnh, lên ngựa kéo quân đi. Đi đến đâu, nội là chỗ nào chịu hàng, một ly cũng không xâm phạm đến, tiến theo đường Hán Xuyên, thẳng đến ba quận. Thái thú ba quận tên là Nghiêm Nhan, thuộc vào bậc danh tướng nước Thục, tuổi tuy đã già nhưng sức lực còn khỏe. Dương cung cứng, dùng đại đao, có sức muôn người không địch nổi. Khi Lưu Chương nghe Pháp Chính mời Lưu Bị vào Tây Xuyên, Nghiêm Nhan tỏ thái độ không hài lòng và than là Lưu Chương dẫn hổ vào nhà. Về sau, lại nghe thấy tin Lưu Bị cướp mất Ải Bồi Quan, tức giận vô cùng, lăm le chỉ muốn cất quân đến đánh, nhưng còn ngại đường này có quân khác kéo đến. Bây giờ nghe tin quân Trương Phi sắp đến, liền dẫn 5-6 nghìn quân, phòng sẵn để ra nghênh địch. Có người hiến kế cho Nghiêm Nhan rằng Trương Phi ở trận Trường Bản, quát một tiếng lùi được 100 vạn quân Tào. Tào Tháo nghe thấy tiếng là phải tránh, ta không nên khinh địch. Nay chỉ nên dựa vào thành cao hào sâu, giữ vững không ra. Quân bên kia hết lương, tự nhiên phải rút về. Và lại Trương Phi tính nóng như lửa, hay đánh đập lính tráng. Nếu không được đánh nhau, tất phải giận, giận tất đánh lính. Ta nên đợi lúc nào lòng quân bên kia sinh biến, sẽ thừa cơ mà đánh, thì chắc bắt được Trương Phi. Nghiêm Nhan nghe kế ấy, truyền lệnh cho quân sĩ lên hết cả mặt thành giữ gìn. Chợt có tên lính gọi to mở cửa. Nghiêm Nhan bảo cho vào và hỏi. Hắn nói là quân của Trương Phi sai đến và thuật lại lời Trương Phi rằng, lão sức phu phải sớm đầu hàng, ta tha tội cho cả trăm họ trong thành này. Nếu không hàng thì ta đạp đổ cả thành lũy, giết sạch già trẻ. Nhan nổi giận lên, mắng rằng, thằng láo, sao dám vô lễ thế? Nghiêm tướng quân đây lại thèm hàng giặc à, tao mượn cái mồm mày về bảo Trương Phi thế cho tao. Nói đoạn, sai võ sĩ đem cắt cả tai mũi rồi đuổi cổ về. Tên lính ấy khóc lóc về kể chuyện lại với Trương Phi. Phi nổi giận, nghiến răng trợn mắt, mặc áo giáp lên ngựa, dẫn vài trăm kỵ mã đến thẳng thành ba quận khiêu chiến. Nghiêm Nhan giữ trên mặt thành không ra, sai quân sĩ chửi mắng sỉ nhục. Trương Phi tức quá, mấy phen xông đến sát cạnh cầu treo, trực qua hào để phá vào thành, nhưng bị tên bắn tán loạn lại phải quay về. Chờ cho mãi đến chiều tối, cũng không có một người nào ra. Phi căm tức vô cùng, về trại. Sáng sớm hôm sau, lại dẫn quân đến khiêu chiến. Nghiêm Nhan đứng trên chòi cao trong thành bắn một phát tên ra, tin ngay vào chỏm mũ Trương Phi. Phi giận trỏ lên bảo rằng, tao mà bắt được thằng già kia, thì tao xé xác mày ra mà ăn thịt mới hả? Đến mãi chiều Phi lại trở về không. Trương Phi về trại, nghĩ mãi không biết làm thế nào giữ cho được bên kia ra, chợt tìm được một kế, truyền cho quân tản ra bốn mặt kiếm củi cắt cỏ, tìm đường đi tắt, không đến gây sự đánh nhau nữa. Nghiêm Nhan ở trong thành, luôn mấy hôm không thấy Trương Phi động tĩnh gì, trong bụng nghi hoặc. Sai vài mười tên lính, giả làm quân kiếm củi của Trương Phi, đi ngầm ra thành, lộn vào đám quân kiếm củi để nghe ngóng. Một hôm, quân kiếm củi trở về nói đã tìm được đường mòn dẫn đến Lạc Thành. Trương Phi nói, có phải thế thì việc này không nên để trì hoãn, canh hai đêm hôm nay thổi cơm ăn, sang canh ba nhân sáng trăng nhổ chạy đi hết. Người ngậm tăm, ngựa cười nhạc, cứ lần lần mà kéo đi. Ta đi trước mở đường, chúng bay cứ theo thứ tự mà tiến. Nói đoạn, truyền báo cho cả trại đều biết. Quân Do Thám nghe được tin ấy, về ngay trong thành báo cho Nghiêm Nhan. Nhan mừng rỡ nói rằng, ta đã biết mà. Canh hai đêm hôm ấy, Nghiêm Nhan dẫn quân ra thành, phục sẵn ở con đường hẻm trong rừng. Đợi lúc nào Trương Phi đi qua thì nổi trống lên làm hiệu quân phục đổ ra đánh. Vào độ cuối canh ba, xa xa trông thấy Trương Phi cầm một ngọn mâu cưỡi ngựa đi trước, từ từ dẫn quân kéo đi. Cách vài dặm thì những xe lương lục tục kéo theo sau. Nghiêm Nhan trông thực đích xác, mới nổi hiệu trống, quân phục bốn mặt đổ ra, cướp giật xe lương. Bỗng đâu có một tiếng chiêng nổi lên, rồi một toán quân ập ngay đến. Có tiếng gọi to lên rằng, giặc già kia, đừng chạy, ta đợi ở đây đã lâu. Nghiêm Nhan vội ngảnh lại xem ai, thì thấy một tướng đầu beo, mắt tròn hàm én, râu hổ, cầm mâu tế ngựa chạy đến, chính là Trương Phi. Lại thấy chiêng khua rầm rĩ, quân kéo đến cực nhiều. Nghiêm Nhan rụng rời hết vía, nhưng cũng phải gượng đánh nhau với Trương Phi. Đánh độ 10 hiệp, Trương Phi lừa dử cho Nghiêm Nhan sấn vào. Nhan thúc ngựa xốc tới chém một nhát. Phi tránh khỏi, sấn ngay vào nắm được dây lưng Nghiêm Nhan lôi phát lại, rồi quẳng xuống đất, quân sĩ xô cả vào chói nghiến lại. Nguyên là Trương Phi dùng mẹo, biết chắc Nghiêm Nhan tất chặn đường cướp lương, mới cho một người giả làm mình cầm mâu đi trước, để cho Nghiêm Nhan trông thấy vững tâm, kỳ thực là Phi đi sau để trực bắt Nghiêm Nhan. Khi thấy hiệu chiêng khua vang, quân Hán kéo ùa cả lại. Quân Xuyên phải bỏ giáp, cầm ngược giáo xin hàng cả. Phi thừa thế đánh mãi đến dưới thành ba quận, thì hậu quân đã vào được thành rồi. Phi truyền cho quân không được giết hại 200 họ, và yết bảng để yên dân. Phi vào thành,
Ngồi trên công sảnh, quân đao phủ Điệu Nghiêm Nhan đến, Nhan không chịu quỳ. Phi trợn mắt quát mắng rằng, đại tướng ta đến đây, sao không hàng, mà lại dám chống lại. Nghiêm Nhan coi như không, chẳng sợ hãi chút nào, mắng lại rằng, chúng bây là đồ vô nghĩa, dám xâm phạm vào bờ cõi ta. Đây ta chỉ có tướng quân mất đầu, chứ không có tướng quân chịu hàng. Phi giận lắm, quát sai Tả Hữu Lôi ra chém. Nghiêm Nhan lại quát trả rằng, thằng giặc kia, mày chặt đầu ta thì cứ việc chặt, cần gì phải giận dữ. Phi thấy Nghiêm Nhan tiếng nói hùng dũng, sắc mặt tươi tỉnh như không, liền đổi giận làm mừng, xuống quát Tả Hữu Lui ra, rồi tự tay cởi trói, lấy áo mặc cho Nghiêm Nhan, đỡ ngồi lên cao rồi cúi đầu tạ rằng, tôi vẫn biết lão tướng quân là bậc hào kiệt, vừa rồi lỡ lời xúc phạm đến tướng quân, xin tướng quân miễn chấp. Nghiêm Nhan cảm ơn nghĩa ấy, mới chịu hàng. Trương Phi hỏi kế vào xuyên, Nghiêm Nhan thưa rằng, tôi là tướng thua trận, được đội ơn dày, không biết lấy gì mà báo lại được. Vậy xin ra sức khuyển mã để giúp tướng quân. Từ đây đến Lạc Thành, bao nhiêu đồn ải quân lính đều thuộc lão phu này cai quản cả. Nay cảm ơn tướng quân, không có gì báo đáp, lão phu xin làm tiền bộ, đi đến đâu, xin gọi hết cả ra hàng. Đó thật là, chỉ bởi được lòng người lão tướng, cho nên tiến thẳng đến Thành Đô. Bởi thế Nghiêm Nhan đi trước, Trương Phi dẫn đại quân đi sau, đi đến đâu, Nghiêm Nhan gọi tướng giữ ải chỗ ấy ra hàng. Ai còn ngần ngại, thì Nghiêm Nhan bảo rằng ta còn chịu hàng nữa là ngươi. Từ đó cứ theo nhau mà hàng thuận, không phải đánh nhau một trận nào, qua hơn 40 cửa ải mà không ai ngăn cản, đi đến Lạc Thành lại cứu được Lưu Bị khi đang đánh nhau với Trương Nhiệm. Trương Phi trở về trại nói với Lưu Bị rằng, quân sư đi đường thủy đến đây, nhưng tôi đến trước, cướp được công đầu rồi. Lưu Bị hỏi, đường núi hiểm trở như vậy, thế nào chẳng có quân ngăn trở, sao em lại đến được đây mau chóng thế? Trương Phi nói, tôi đi đường qua 45 chỗ đồn ải, vì có lão tướng là Nghiêm Nhan đây, cho nên không ai ngăn trở, chẳng tốn một chút công sức nào. Lưu Bị tạ rằng, nếu không có lão tướng quân, thì em tôi sao có đến được đây? Bèn sai lấy ngay áo giáp vàng đang mặc trong mình, thưởng cho Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan lại tạ. Mùa hè năm 214, các cánh quân Kinh Châu đều thắng trận. Lưu Bị bèn ra lệnh tấn công Lạc Thành. Trương Nhiệm kéo ra phía nam, đóng quân ở Nhạn Kiều. Lưu Bị bèn chặt đứt đường về của Trương Nhiệm. Nhiệm bị bắt sống, vì không chịu hàng nên Lưu Bị sai mang ra chém. Lúc này, ba cánh quân Kinh Châu đã bao vây sát Thành Đô. Lưu Trương đang bàn việc thì có người mang thư của Pháp Chính đến. Trương mở ra xem, trong thư nói rằng, khi trước tôi phụng mệnh sang kết hiếu với Lưu Hoàng Thúc, không ngờ Tả Hữu chúa công, không ai biết gì, đến nỗi xảy ra sự thế này. Nay Hoàng Thúc lại nghĩ cái tình cũ họ hàng khi trước. Nếu chúa công chịu hàng ngay đi, tất không bị bạc đãi. Xin nghĩ đi nghĩ lại cho kỹ, rồi trả lời cho biết. Lưu Trương giận lắm, xé thư mắng Pháp Chính là đồ bán chúa cầu vinh, quên ơn trái nghĩa. Đồng Hòa nói sao không sang Hán Trung mượn thêm quân. Trương nói, Trương Lỗ thâm thù với ta, sao chịu cho quân sang cứu. Hòa nói, tuy rằng có thù với ta, nhưng quân Lưu Bị ở Lạc Thành, thế ta nguy cấp lắm. Ta mà nguy thì Hán Trung cũng phải nguy, khác nào môi hở thì răng phải lạnh. Nếu nói rõ lợi hại, tất Trương Lỗ cũng phải nghe theo. Trương bèn viết thư sai người sang Hán Trung cầu cứu. Nay nói về Mã Siêu, từ khi thua trận bởi Tào Tháo, chạy trốn vào Dỡ Khương, đã hơn 2 năm, kết hiếu với người Khương. Trương Lỗ nhận thấy Mã Siêu là viên tướng tài năng, uy danh lừng lẫy, có thể tận dụng ông cùng với bộ hạ cũ để tăng cường tiềm lực cho quân của mình, nên đã dung nạp Mã Siêu, bổ nhiệm ông làm đô giảng tế tử. Lưu Bị sau khi đoạt được Thành Nguyên Trúc, bàn việc cất quân tiến lấy Thành Đô. Sự có ngựa hỏa tốc về báo rằng, Mạnh Đạt, Hoắc Tuấn giữ ải Hà Manh, nay bị Trương Lỗ sai Mã Siêu, Mã Đại, Dương Bách đem quân đến đánh nguy cấp lắm, nếu chậm đến cứu thì mất cửa ải mất. Lưu Bị nghe tin giật mình. Khổng Minh nói, tất phải Trương, Triệu hai tướng mới đánh nổi được Mã Siêu. Lưu Bị nói, Tử Long ra phủ dụ các quận chưa về, có Dực Đức ở nhà, nên sai y đi cho mau. Khổng Minh nói, chú công đừng nói vội, để tôi khích Dực Đức đã. Vừa ngay lúc đó, Trương Phi nghe tin Mã Siêu đến đánh cửa ải, chạy vào kêu to lên rằng, tôi xin đi đánh Mã Siêu đây. Khổng Minh giả đò không nghe tiếng, chỉ nói với Lưu Bị rằng, Mã Siêu xâm phạm cửa ải, xem chừng ở đây không ai địch nổi, dễ thường phải cho người về Kinh Châu, gọi Vân Trường sang mới xong. Trương Phi gầm lên rằng, quân sư sao khinh tôi thế? Tôi khi trước, một mình còn chống nổi được 100 vạn quân Tào Tháo, có sợ gì một thằng Mã Siêu? Khổng Minh nói, Dực Đức khi xưa cách sông Chặn Cầu là vì Tào Tháo không biết hư thực thế nào, nên không dám đến. Nay Mã Siêu là tay kiêu hùng, thiên hạ ai cũng biết tiếng. Sau trận đánh ở Vị Kiều, làm cho Tào Tháo phải cắt râu, quẳng áo, suýt nữa mất mạng. Sức lực ấy không phải tầm thường, dẫu đến Vân Trường cũng còn e không địch nổi kia đấy. Phi nói,
tôi xin đi, nếu không đánh nổi Mã Siêu, xin chịu tội chết. Khổng Minh nói, nếu tướng quân chịu viết tờ cam kết, thì làm cho tiền phong. Rồi nói với Lưu Bị rằng, xin chú công đi cho một chuyến, để Lượng ở nhà giữ Minh Trúc, đợi Tử Long về rồi sẽ liệu. Không biết Trương Phi so tài với Mã Siêu thắng bại ra sao, xin xem tập sau sẽ rõ.